cái nội dung của cuốn phim đã nó nói lên hết. Và lúc mở đầu cuốn phim này chúng tôi ở một buổi nói chuyện chúng tôi đã nói rồi, là chúng ta đặt câu hỏi tại sao giờ này sau 42 năm người Mỹ lại làm cuốn phim này, và tại sao bây giờ cuốn phim này chưa có lần nào được phổ biến rộng rãi trên tất cả các đài truyền hình ở đây. Đài truyền hình của Mỹ đó, đều quảng cáo cuốn phim này hết. Và một phút quảng cáo ở trên đài Mỹ rất là đắt chứ không phải rẻ. 10.000 đô la một phút quảng cáo. Mà họ quảng cáo trên tất cả các đài truyền hình. Thì bây giờ chúng ta có câu trả lời. Tôi đã nói rồi. Chính phủ của ông Trump nói riêng và cái chính sách của Hoa Kỳ nói chung khép lại quá khứ, nhìn về tương lai. Cái cộng đồng thế giới này phải đi theo một chiều hướng khác. Ngày hôm qua ông Trump đã đọc một bài diễn văn. Chúng tôi nghĩ rằng bài diễn văn rất là hùng hồn, rất là hay và rất là cương quyết. Ông rất khẳng định. Và tôi nghĩ rằng cái sự khẳng định của ông không phải bằng bom, bằng đạn, mà sẽ là kinh tế. Cái đường dẫn dầu từ Trung Quốc qua bên Bắc Hàn sẽ bị khóa chỉ trong vòng vài tháng thôi. Tin tôi đi. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi tạm dẫn nhập một bộ phim gây ấn tượng nhất từ trước đến nay giờ. Từ trước đến giờ về phim Chiến tranh Việt Nam của đạo diễn Ken Burns. Tập phim đã được hệ thống PBS Hoa Kỳ phát sóng trên 50 tiểu bang vào ngày thứ Hai 19 tháng 9 năm 2017. Chúng ta thấy ở tập đoàn PBS Hoa Kỳ cho in hình bộ phim DVD, bộ phim bằng DVD. The Vietnam War. Ở trên là một anh lính chiến Mỹ. Cô đơn cầm súng trường. Chân trời xa xa là một cái trực thăng từ từ bay mất về hướng đông. Dưới là một người nông dân Việt Nam đang gánh lúa về nhà. Chiến tranh Việt Nam, The Vietnam War, là một hợp tác giữa hãng phim Florentine và Weta, The Ken Burns và Lynn Novis đạo diễn, và Jill Frey viết kịch bản. Phim do Sarah Boston và Lynn Novis và Ken Burns sản xuất. Tại trợ cho bộ phim là The Vietnam War là Ngân hàng Bank of America, hãng Corporation for the Public Broadcasting, hãng truyền hình PBS và các tổ chức The Park Foundation, The Arthur Vining David Foundation, The Johnson and the James Knight Foundation, The Andrew W. Mellon Foundation, The National Endowment for Humanity, The Pew Charitable Trust, The Ford Foundation Just Film, The Rockefeller Brothers Fund, cùng các thành viên của tổ chức The Better Angel Society. Ở bên Mỹ họ gọi những người làm những việc tốt là angel, có nghĩa là thiên thần. Mà đây lại là The Better Angel Society, là một cái xã hội của những người thiên thần tốt hơn. Về hệ thống đài truyền hình PBS, PBS với gần 350 đài truyền hình thành viên đã tạo cơ hội cho khán giả Mỹ khám phá các ý tưởng và thế giới mới qua các nội dung truyền hình và trực tuyến. Mỗi tháng gần 100 triệu khán giả xem các chương trình của PBS qua truyền hình, và gần 33 triệu khán giả xem qua Internet, cùng trải nghiệm thế giới về khoa học, lịch sử, thiên nhiên và các vấn đề của công chúng. Khán giả được nghe các ý kiến đa dạng và được ngồi ghế hàng đầu, đóng vào ngoặc kép, ngồi ghế hoàng đầu, xem các chương trình biểu diễn và sân khấu đẳng cấp thế giới. Các chương trình phong phú của PBS liên tục được tôn vinh trong các cuộc tranh tài giải thưởng của các ngành công nghiệp, điện ảnh và truyền hình. Giáo viên từ bậc mẫu giáo đến trung học sử dụng các nội dung và chương trình trực tuyến
của PBS để đưa các bài học tại lớp vào trong cuộc sống thực tế. Chiến tranh Việt Nam, phim mới của Ken Burns và Linh Novis. Phát sóng vào mùa thu năm 2017 trên hệ thống truyền hình PBS. Chiến tranh Việt Nam sẽ lên sóng toàn quốc trên hệ thống truyền hình PBS từ tháng 9 năm 2017. Đây là một phim tài liệu mới gồm 10 phần với tổng thời lượng 18 tiếng của hai đạo diễn Ken Burns và Novick. Với lời thuyết minh đầy sức lôi cuốn, Burns và Novick đã trình bày lại khúc bi tráng mang tên Chiến tranh Việt Nam theo một phủ thủ pháp chưa từng có trên một bất cứ màn ảnh nào. Một nét nổi bật của chiến tranh Việt Nam là những ký ức của gần 100 nhân chứng, bao gồm cả những người Mỹ từng tham chiến, những người phản chiến, những người lính chiến và những người dân thường của hai phía Việt Nam và người thắng và người bại trong cuộc chiến. Chiến tranh Việt Nam là một thập kỷ đầy đau đớn, cướp đi sinh mạng của hơn 58.000 người Mỹ. Đạo diễn Ken Burns nói, từ sau cuộc nội chiến, chưa lúc nào đất nước chúng ta lại bị chia rẽ sâu sắc đến như thế. Không một người Mỹ nào sống trong cái giai đoạn đó lại không ít nhiều chịu tác động của cuộc chiến, từ những người đã chiến đấu và hy sinh, cùng những người thân của những người lính và những người đã bị bắt làm tù binh, tới những người đã tham gia các cuộc biểu tình phản chiến và công khai đối đầu với chính phủ và những công dân Mỹ khác. Hơn 40 năm đã trôi qua kể từ khi cuộc chiến kết thúc, chúng ta vẫn chưa thể quên được Việt Nam và chúng ta vẫn còn tranh luận vì sao cuộc chiến này lại đi đến sai lầm, trách nhiệm thuộc về ai và có đáng có một cuộc chiến như vậy không. Tất cả chúng ta đang đi tìm kiếm một ý nghĩa nào đó trong một cái bi kịch khủng khiếp này. Đạo diễn Ken và tôi đã cố gắng soi chiếu vào đó một thứ ánh sáng mới theo khía cạnh của con người trong cuộc chiến qua cách nhìn đa diện, từ dưới nhìn lên, từ trên nhìn xuống và từ tất cả các góc độ. Đạo diễn Novick nói, bên cạnh hàng chục người Mỹ bình thường đã chia sẻ câu chuyện của họ, chúng tôi cũng đã phỏng vấn rất nhiều người lính và bình thường và người thường dân bình thường Việt Nam ở cả hai miền Bắc và Nam. Chúng tôi đã thực sự ngạc nhiên khi nhận ra rằng cũng giống như chúng ta, cuộc chiến này đã để lại cho họ quá nhiều đau đớn và nhiều điều vẫn chưa giải tỏa được. Ken Burns nói, The Vietnam War, there is no single truth in war. Tạm dịch là không một tí gì về sự thật trong cuộc chiến Việt Nam. Nhà tài trợ chính cho tập đoàn là Bank of America tại USA, New York. Điểm nổi bật là ông Thông Nguyễn là một người Việt Nam, tổng giám đốc, the president của Retail Banking, Bank of America. Trong buổi phỏng vấn đạo diễn Ken Burns tại văn phòng của president Thông Nguyễn, ông tổng giám đốc Thông Nguyễn nói, tôi có một người chú ở miền Bắc làm trong chính quyền Hà Nội, còn miền Nam thì ba tôi làm trong chính quyền Sài Gòn, cho nên tôi hiểu thấu câu chuyện The Vietnam War này khá nhiều. Ken Burns, đây là một cái hình chụp ông Nguyễn Thông và đạo diễn Ken Burns. Còn bà Anne Finucane cho biết chính tập phim này sẽ làm thay đổi tầm nhìn về cuộc chiến tại Việt Nam mà Hoa Kỳ đã tham dự. Nhưng kết cuộc chúng ta không thắng nổi phía bên kia. Mất 6 năm để làm bộ phim dài nhiều tập này đã đưa cuộc chiến này và giai đoạn hỗn loạn đi cùng với nó trở lại với cuộc sống hiện tại. Với kịch bản của Geoffrey Ward, do Sarah Boston Novick và Burns chỉ đạo sản xuất, bộ phim là tập hợp các đoạn phim tư liệu hiếm được chuyển thành bản gốc bằng kỹ thuật số, lưu giữ tại nhiều nơi khác nhau trên toàn thế giới. Những bức ảnh được ghi lại bởi các phóng viên ảnh nổi tiếng nhất của thế kỷ thứ 20. Những buổi phát hành trên sóng vô tuyến có tính cách lịch sử và các thước phim cá nhân của gia đình,
các đoạn băng ghi âm mang tính nội bộ của chính phủ thời Kennedy, Johnson và Nixon được tiết lộ, và hơn 100 tác phẩm âm nhạc mang tính biểu tượng của nhiều nghệ sĩ vĩ đại nhất của thời kỳ đó. Ken Burns làm phim tài liệu này gần 40 năm. Ken được 15 giải Emmy Award và từng 2 lần được đề nghị giải Oscar năm 2008. Ken được tuyên dương bởi Academy of Television Arts and Science với thành tựu trọn đời. Ken Burns được báo chí Hoa Kỳ cho rằng đây là một người làm phim tài liệu có ảnh hưởng nhất của Hoa Kỳ, sau George Lucas trong phim Star Wars và Steven Spielberg trong các phim Jurassic Park và Indiana Jones và E.T. E.T. là con ấy ngoài không gian á. Ken Burns được giới học giả và sinh viên về lịch sử Hoa Kỳ biết nhiều nhất. Ken sinh năm 1953 tại Brooklyn, New York. Tốt nghiệp tại Đại học Hampshire College tại Amherst, Massachusetts năm 1975. Đồng sáng lập ra công ty Florence Film Incorporation với Lynn Novick, Geoffrey Ward. Và tháng này, 19 tháng 9, tập đoàn truyền thông công cộng lớn nhất Hoa Kỳ, PBS Corporation, sẽ trình chiếu một chương trình phim gồm 10 tập, nhan đề là The Vietnam War của đạo diễn Ken Burns. Lấy kết luận làm nhập đề. Đây là lời của giáo sư sử địa Kelvin Boylan. Sau khi xem phim này xong ngày 22 tháng 8 năm 2017 đã cho biết như sau. Tại sao Việt Nam đã không thắng nổi? Why Vietnam War unwinnable? Sự tham nhũng, không có tự do và đàn áp đối lập của chính phủ Ngô Đình Diệm và sau này những tướng lãnh nổi loạn mong nóng quyền hành tại miền Nam Việt Nam, kết quả cho thấy quân lực miền Nam không đủ sức chiến đấu với quân thù Cộng sản Việt Nam. Bất hạnh cho Hoa Kỳ và tương lai của dân chúng miền Nam Việt Nam là Cộng sản càng ngày càng thắng lợi. Với khẩu hiệu tuyên truyền chống đế quốc Hoa Kỳ và hứa hẹn sẽ chống tham nhũng của chế độ Diệm và Thiệu, cũng vì sự tham nhũng của hai chế độ công giáo này đã làm cho dân Việt Nam nghèo, càng nghèo thêm. Với cái tuyên truyền đó, Cộng sản đã xúi dục hàng triệu dân chúng chiến đấu cho họ. Từ nhãn quan của tôi, Kelvin Boylan, giáo sư sử học tại Đại học Hoa Kỳ, thường tự nghĩ những tướng tá quan quyền chính phủ Diệm và Thiệu đã gửi những đứa con của họ đi du học tại Pháp, Switzerland và ngay cả US. Như vậy còn ai để mà chiến đấu cho miền Nam Việt Nam? Who was? Ai nữa? Sau đây là một bản tóm lược những phần quan trọng trong bộ phim gây ấn tượng nhất về chiến tranh Việt Nam hiện nay năm 2017. Đạo diễn Ken Burns và Roy và Lynn Novick trong bộ phim The Vietnam War trong suốt 6 năm dàn dựng bộ phim 10 tập dài 18 tiếng được trình chiếu cho dân chúng Hoa Kỳ vào ngày 19 tháng 9 năm 2010. Ở đây chúng tôi xin được góp ý này, không thôi lát chúng tôi quên. Tại sao cuốn phim 18 tập không được chia thành 18 tiếng chia thành 18 tập, mỗi tập 1 tiếng, mà họ lại cố tình làm có 10 tập, có nghĩa rằng có những tập dài hơn 1 tiếng để cho chỉ thành có 10 tập. Bởi vì đó, con số 10 là con số tròn, theo tôi nghĩ. Người Mỹ hay nói number 10. Đối với number 10 á, là có nghĩa xấu, number 1 là nhất, number 10. Nhưng mà number 10 lại có một nghĩa khác là tròn. Người ta chỉ đếm tới 1 tới 10, người ta không đếm 11, 12, 13. Nếu mà có cơ hội tôi gặp những người, tôi sẽ hỏi tại sao không phải là 18 tập mà là chỉ có 10 tập.
Chiến tranh Việt Nam War sẽ lên sóng toàn quốc hệ thống truyền hình BPS từ ngày 19 tháng 9 năm 2017. Đây là một phim tài liệu mới, gồm có 10 phần với tổng thời lượng 18 tiếng của hai đạo diễn Kem Burn và Lynn Novick, với lời thuyết minh đầy sức lôi cuốn. Burn và Novick đã trình bày lại khúc bi hùng tráng mang tên Chiến tranh Việt Nam theo thủ pháp chưa từng có trên màn ảnh. Một nét nổi bật của chiến tranh Việt Nam là những ký ức của gần 100 nhân chứng, bao gồm những người Mỹ từng tham chiến và những người phản chiến, những người lính chiến và dân thường của hai phía Việt Nam, và người thắng và người bại trong cuộc chiến. Chiến tranh Việt Nam là một thập kỷ đầy đau đớn cướp đi sinh mạng của hơn 58 ngàn người Mỹ, và đạo diễn Ken Burns nói, từ sau cuộc nội chiến chưa lúc nào đất nước chúng ta lại bị chia rẽ sâu sắc đến thế. Không một người Mỹ nào sống trong cái giai đoạn đó lại không ít nhiều chịu tác động của cuộc chiến. Hình như cái này lúc nãy chúng tôi đọc rồi mà có lẽ là chúng tôi in lộn, in hai lần. Đây là cái phần rất là quan trọng mà những người mà chống cộng ở đây đó, họ giải thích như thế này. Họ không thích cuốn phim này và họ đã biện minh. Lời phê bình của chúng tôi, các cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa không theo đạo Công giáo, chứng nhân lịch sử chân thật nhất từ chế độ Tổng thống Ngô Đình Diệm Việt Nam Cộng Hòa 1 và chế độ Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu Việt Nam Cộng Hòa 2. Cả hai vị Tổng thống đều là người theo đạo Công giáo La Mã nhiệt tình. Chúng tôi kết luận về lịch sử cận đại của miền Nam Việt Nam kể từ khi Thủ tướng Ngô Đình Diệm tổ chức cướp chính quyền mưu mẹo nhất, rồi sự đàn áp Phật giáo vô cùng tàn nhẫn với sự góp sức của những người Công giáo tại Việt Nam. Rồi đến ngày 1 tháng 11 năm 1963, toàn quân dân miền Nam nổi lên lật đổ chế độ Công giáo trị, bạo quyền của chính phủ Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu. Kết quả là gia tộc Ngô Đình bị tiêu diệt sạch tại miền Nam Việt Nam. Rồi đến chính phủ Hoa Kỳ tham chiến, mong dẹp tan cái mộng thâm lăng của Cộng sản Bắc Việt. Hoa Kỳ đã hy sinh trên dưới gần 60.000 sinh mạng quân lính Hoa Kỳ, trên 200.000 thương bệnh binh Hoa Kỳ, mà mất trên 300 tỷ US đô la cho cuộc chiến gọi là The Vietnam War. Nhưng than ôi, với sự điều binh khiển tướng Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa đệ nhị Nguyễn Văn Thiệu, đã chính tay đánh sập miền Nam Việt Nam một cách vô cùng thiếu lý trí. Có lẽ là Tổng thống Martino Nguyễn Văn Thiệu là người Công giáo mà học lực thấp kém hay chăng? Mất miền Nam Việt Nam không phải là lỗi của Hoa Kỳ, mà do là lỗi của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa 1 Ngô Đình Diệm và chính phủ Việt Nam Cộng Hòa 2 Nguyễn Văn Thiệu. Điều vô cùng quan trọng là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu rất tín cẩn cố vấn quân mưu là thầy sáu Công giáo Vũ Ngọc Nhạ. Khi Vũ Ngọc Nhạ bị CIA bắt tại Côn Đảo thì ông Nguyễn Văn Thiệu la to là CIA nó chơi mình. Giáo phận Sài Gòn, Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình cho cử hành thánh lễ cầu an cho Vũ Ngọc Nhạ. Ngay cả giáo hoàng John Paul II cũng ra thánh lệnh cầu bầu bơn ban ơn trên cho Vũ Ngọc Nhạ. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, chính tay Thủ tướng Phạm Văn Đồng gắn lon thiếu tướng tình báo chiến lược nhất trong Cục Tình báo Cộng sản Việt Nam. Điều này chứng tỏ rằng ông Nguyễn Văn Thiệu, ông không hiểu gì hết, ông không biết gì hết. Và CIA họ đã làm đúng, họ bắt một gián điệp của Cộng sản. Mà ông Thiệu để lại bảo là CIA nó chơi mình. Ông Vũ Ngọc Nhạ là một thầy tu xuất, đệ tử ruột của Linh Mục Hoàng Quỳnh, được Công giáo Việt Nam tại Phát Diệm vô cùng tin cẩn. Ông Vũ Ngọc Nhạ lọt vào tư dinh của cậu Cẩn, sau đó được nhóm Công giáo hoạt động chính trị tại miền Nam Việt Nam giới thiệu cho Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vô cùng tin cẩn và tâm phục khẩu phục đại quân sư Vũ Ngọc Nhạ này. Tổng thống Thiệu thường khoe với thuộc cấp, có lẽ Thiên Chúa đã cho chúng ta một người tu xuất đầy mưu lược và giúp đỡ chúng ta một cách vô cùng tốt đẹp. Chính Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã ra lệnh tấn công thung lũng Hạ Lào Chevon để đánh tan kho lương của Cộng sản Việt Nam. Không dè đó là cái bẫy dập mà Cộng sản Việt Nam đã dựng tỉ mỉ
suốt 3-4 năm mà hầu hết các cấp chỉ huy của quân lực Việt Nam Cộng Hòa chưa hề đặt chân lên cái vùng hiểm trở này bao giờ. Hạ Lào nơi người lính không về. Ngày 12 tháng 5 năm 2015, Đại tá Nguyễn Văn Thọ, Lữ đoàn trưởng, Lữ đoàn 3 nhảy dù trở về cõi Vĩnh Hằng nơi Sydney, Úc, hưởng thọ 87 tuổi. Ông là sĩ quan cấp bậc cao nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã bị bắt tại mặt trận địa. Mặt trận Hạ Lào hành quân Lam Sơn 719 tháng 2 năm 1971. Bài viết như là một lời chào kính cuối cùng gửi đến người lính lớn, chiến binh nhảy dù cố gắng. Cũng nhân cơ hội nhìn lại một chiến dịch quân sự để thấy ra được một cái biển luận hiểm độc chính trị đối với vận mệnh của nước Việt Nam nói chung và quân lực Việt Nam Cộng Hòa nói riêng. Lam Sơn 719 là một cuộc hành quân thiệt hại nặng nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Trên 1.500 binh sĩ bị chết, 6.000 bị thương, phía Mỹ chỉ yểm trợ về không quân vì họ không được tham chiến bằng bộ binh ngoài lãnh thổ Việt Nam. Mở ngoặc đơn ra, Quốc hội Mỹ không cho phép theo đạo luật Cooper-Church Amendment. Thiệt hại về phía Mỹ là 215 chết, 1.149 bị thương và 108 máy bay trực thăng bị bắn rơi. Chính Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh giải quân những đoàn quân lưu động tinh nhuệ như nhảy dù, biệt động quân, chỉ quân lục chiến. Vì Tổng thống Thiệu sợ những binh đoàn này sẽ đảo tránh Nguyễn Văn Thiệu. Khi Cộng sản Việt Nam bày kế đánh Ban Mê Thuật vào Pleiku, Tướng Phú xin Tổng thống viện binh thì Tổng thống Thiệu nói hết quân rồi. Vì từ lâu nay, những thanh niên công giáo được Tổng thống Thiệu và Tổng thống Diệu cho xuất ngoại du học tất cả. Cho nên sử gia Hoa Kỳ có nói rằng, vậy ai đánh Việt Cộng tại Việt Nam đây? Ban Mê Thuật mất dễ dàng. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh Tướng Phú phải bỏ Pleiku, đem quân đoàn 2 về giữ Sài Gòn. Quân loạn, dân loạn, Pleiku mất, Thiệu tuyên bố từ chức. Câu nói thiên tu miên viễn của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu: tôi từ chức Tổng thống, nhưng tôi sẽ về quân đội và chiến đấu cùng với anh em. Vài hôm sau, đúng ra là 5 hôm, Thủ tướng Trần Thiện Khiêm, Nguyễn Văn Thiệu và Đại tướng Cao Văn Viên bay sang ngoại quốc với hành trang nhiều chục triệu Mỹ Kim, mang theo hầu như là 90% những tướng lãnh hay quan chức Việt Nam Cộng Hòa đề nghị đào tẩu khỏi Việt Nam trước ngày 30 tháng 4 năm 75, đều là dân có đạo công giáo. Sau đó Sài Gòn mất vào lúc 11 giờ 45 phút trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975. Chúng tôi thiên thu căm hận Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu đời đời kiếp kiếp. Đó là những người lính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa viết, không phải KBC hải ngoại viết, mà không phải là những người cựu chiến binh miền Nam viết. Và thưa quý khán giả,